Baby Monster sẽ ra mắt album mới trong năm nay. Trong video mới nhất YG Entertainment, Giám đốc Jang Hyun-suk đã tiết lộ những hoạt động sắp tới của Baby Monster. Ông khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh nhiều hoạt động hơn nữa cho các nghệ sĩ của mình. Baby Monster sẽ phát hành một album đầy đủ vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Họ cũng sẽ phát hành một ca khúc mới vào đầu tháng 7, Jang Hyun-suk hé lộ. Cũng trong video này, Giám đốc điều hành của YG cho biết đã củng cố số lượng nhà sản xuất nội bộ lên 40 đến 50 người. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án âm nhạc. Động thái này nhằm giúp các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, đáp ứng sự mong đợi của những người hâm mộ. Kết quả cho sự đổi mới này là 7 thành viên nhóm nhạc nữ K-pop sẽ cho ra mắt video vũ đạo cho ca khúc Like That nằm trong mini album đầu tay. Đây là ca khúc do chính ngôi sao nhạc pop Charlie Puth tặng cho nhóm và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của nhóm. Ở thời điểm hiện tại, Baby Monster đang ngày càng nổi tiếng hơn và nhận được sự chú ý của khán giả yêu nhạc K-pop. Ca khúc chủ đề Si hiện đang đứng vững vàng trong top các BXS âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm được đánh giá là tân binh quái vật, thống trị nền âm nhạc. Tài năng của các thành viên được chứng minh qua nhiều sân khấu biểu diễn trực tiếp đầy ấn tượng.